Hello mấy anh chị, dạ em là Hoàng Biên đây. Em đang có mặt tại mũi tàu Trường Chinh, ngay chân chỗ bán chó mèo để cứu mấy bé mèo mẹ với lại mấy cái bé mèo con. Nắng mưa tội quá mọi người. Sẵn đây là em sẽ đọc cái danh sách mà bữa giờ mấy cô chú anh chị đã hỗ trợ cho Hoàng Biên mà Hoàng Biên chưa đọc. Thì ngày hôm nay là em đọc luôn. Bữa giờ em bận quá mọi người ơi. Đây là chị. Có cái kênh YouTube là cái gì Vũ đó, em không đọc được tiếng Anh nè. Có hỗ trợ cho em là 3 triệu, thông cảm cho em nghe chế tại em không đọc được tiếng Anh. 200.000 hỗ trợ mua thức ăn cho các bé không có tên. 200.000 Lê Thị Minh Tâm. 939k còn bao nhiêu đó gửi phụ bao nhiêu. 300 đô của cô Tina Thùy Dương. 600 đô của cô Diệp Thu Trân gửi qua kênh của anh Trọng Cà Mau và qua hôm đen đã nhận được 1 triệu đồng của Dương Trang. 2 triệu đồng là của Huy. 2 triệu là của cô Hồng Châu hỗ trợ của bé mèo màu trắng. Một chị Mạnh Thường Quân giấu tên hỗ trợ 200 đô mua nét ga cho các bé. Xin tạm biệt.